có chị để em. Nem của em đang làm xuất sắc. Mười điểm. Nước chấm cũng ngon. Vừa ăn. Chị review mà chị không đưa cái hình nền vô đây. Giận được rồi. Ngon. Không, thịt nó héo thì mà vẫn ngon. Chừng bỏ củ hành vô luộc nó không bị hôi. Thịt ở đây nó không hôi, chị không bỏ củ hành nó cũng hôi. Ăn có nữa cũng ngon. Có loại thịt ngâm mắm gì nữa. Có loại thịt ngâm mắm nữa. Không có mình trầm nữa. Thôi, mặn. Nó ngon ngon quá rồi. Mặt trời lạnh cái nữa là cái này cái hương tinh nè. Hương tinh nó có mặt xanh. Hương tinh nó khá là hương tinh. Ăn đi chị. Lưu nhận ngọt hả? Super Moon à? Nó kêu là Super Moon. Cái Super Moon cuối cùng, Last Super Moon của năm 2023, You Light Up The Sky on Friday night. Cái cà phê muối là cà phê gì thấy ai cũng thói uống cà phê muối. Béo thấy mẹ luôn. Cà phê muối.